Một vụ trộm hy hữu vừa xảy ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Do thua cờ bạc dẫn đến nợ nần ngập đầu, một nam thanh niên đã cả gan ăn trộm hai bộ lưu đồng trên bàn thờ tổ tiên ngay tại nhà mẹ ruột của mình để đem đi bán. Liên quan đến vụ việc này, ngày 29 tháng 12, Công an huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ đã nhanh chóng tiến hành xác minh vụ việc. Sau đó khởi tố tạm giam đối với thanh niên này là Trần Thanh Hoàng Anh, sinh năm 1981, ngụ phường An Phú, quận Ninh Kiều, về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, qua đấu tranh, Hoàng Anh thừa nhận hành vi trộm hai bộ lưu đồng tại nhà mẹ ruột của mình là bà Lâm Thị Lầm. Do thua bạc dẫn đến nợ nần nên Hoàng Anh đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sau khi lấy xe gắn máy của chính vợ mình đi cầm bán, đến ngày 9 tháng 12, Hoàng Anh tiếp tục về nhà mẹ ruột là bà Lâm Thị Lầm, ngụ xã Định Môn, huyện Thới Lai. Lợi dụng lúc mọi người không để ý, y đã lén lấy trộm bộ lư để vào bao rồi kêu xe ôm về thành phố Cần Thơ đem bán cho chủ tiệm đồ trên địa bàn phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ với giá 10 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Công an huyện Thới Lai đã tạm giữ tang vật của vụ trộm là hai bộ lư đồng, ra quyết định tạm giam đối với Trần Thanh Hoàng Anh để tiếp tục điều tra làm rõ.